Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Bahrain. Đây là trận đấu giao hữu của hai đội và sẽ được diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 15 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Và ở thời điểm hiện tại, U23 Việt Nam và U23 Bahrain đang được đánh giá là cũng đang khá là cân tài cân sức, cho nên sẽ đá với mức kèo chính trận đấu này là kèo đồng. Mức kèo phải tăng 0,25 và tăng nữa là 0,5. Đó là mức kèo phụ do U23 Bahrain sẽ chấp U23 Việt Nam. Và cũng có mức kèo phụ khác là U23 Việt Nam sẽ chấp ngược lại U23 Bahrain với mức kèo là 0,25. Tuy nhiên thì bàn thắng của U23 Việt Nam nó sẽ cao hơn một chút. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,5, 2,75 và 2,25. Tỷ kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một kênh YouTube mới tên là Di Review Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận. Sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong nha. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. Trong quá khứ ở cấp độ đội tuyển U23 thì U23 Việt Nam và U23 Bahrain cũng đã có hai lần gặp nhau. Hai lần gặp nhau đó thì các cầu thủ trẻ của Việt Nam đều giành chiến thắng trước U23 Bahrain, một trận với tỷ số là 3-0, còn trận còn lại với tỷ số là 1-0. Năm trận thi đấu gần nhất của U23 Việt Nam thì U23 Việt Nam thắng 2, hòa 2 và thua 1. Còn năm trận thi đấu gần nhất của U23 Bahrain thì Bahrain thắng 2, hòa 1 và thua 2. Và ở lần đối đầu này với mức kèo hay này thì theo nhận định của mình, lần này mình sẽ đặt niềm tin vào U23 Việt Nam mức kèo đồng, hoặc là bạn nào an toàn hơn lựa mức kèo phụ là U23 Việt Nam được chấp 0,25 nha. Vì sao? Mặc dù lần gặp lại U23 Bahrain ở lần chạm trán này thì có thể là U23 Việt Nam bị đánh giá là cửa dưới hơn một chút. Tuy nhiên thì nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại, các cầu thủ trẻ của Việt Nam rất là chất lượng. Họ được đào tạo bài bản từ những lò đào tạo ra. Nếu mà so với U23 Bahrain thì mình thấy là U23 Việt Nam họ cũng không thua kém gì Bahrain đâu. Thứ hai thì các bạn chọn mức kèo đồng hay lựa kèo phụ được chấp đi. Nếu như trận đấu này hai đội bất phân thắng bại với nhau thì chúng ta chọn U23 Việt Nam, chúng ta cũng vẫn từ quầy kèo đến thắng kèo mà thôi. Và với sự dẫn dắt của huấn luyện viên rất là lão luyện, ông Hoàng Anh Tuấn cũng đã chinh chiến khắp đấu trường ở châu Á và World Cup rồi, thì bắt đầu với cái tài tình dẫn dắt của ông thì có thể là giúp cho U23 Việt Nam trận đấu này đá bại được U23 Bahrain một lần nữa luôn thì sao. Cho nên trận đấu này bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn U23 Việt Nam kèo đồng hoặc được chấp nha. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,5, 2,75 và 2,25. Thì trận đấu này nó cũng chỉ là trận đấu mang tính chất giao hữu mà thôi, cho nên là hai đội sẽ không bị đặt nặng về cái vấn đề thành tích và sẽ có tinh thần thi đấu thoải mái hơn rất nhiều. Và thi đấu với tinh thần như vậy thì mình nghĩ là hai đội sẽ có nhiều thắng ghi. Dự đoán trận đấu này hai đội sẽ cầm chân nhau với số là hòa 2 đều hoặc 2-1 hay là 3-1 nghiêng về cho U23 Việt Nam. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo tài nha. Nếu như trận đấu này mà các bạn không tin tưởng vào U23 Việt Nam, các bạn ưu tiên chọn kèo tài không cũng được rồi. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo là kèo đồng và tài xỉu một trái. Thì giờ dự đoán hiệp 1 với đội hình chất lượng và với cái sự dẫn dắt của huấn luyện viên đầy kinh nghiệm ông Hoàng Anh Tuấn thì có thể là sẽ giúp cho U23 Việt Nam hiệp 1 cũng sẽ không thua đâu. Thậm chí hiệp 1 U23 Việt Nam với những cầu thủ được bài bản chất lượng và có lối đá chặt chẽ thì mình nghĩ là trận đấu này hiệp 1 U23 Việt Nam mới là những người có bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Việt Nam kèo đồng nha, canh tài hại với một thi vào. Tất cả trận đấu chốt kèo là chọn U23 Việt Nam và tài ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc anh em may mắn nha, ưu tiên đánh tài cả trận và hiệp 1 trận đấu này.